Hồi xưa chị nghĩ là chị là người sống vật chất hơn. Dạ. Chị nghĩ tiền bạc quan trọng hơn rất là nhiều thứ trong cuộc đời. Dạ. Chị là một đứa rất là nóng tính. Dạ. Vì mình đã từng là một đứa nóng tính cho nên mình hay có một cái gọi là cái cải cùn là nóng tính là không có gì là xấu hết á. Dạ. Nóng tính là kiểu là tính cách người ta thẳng thắn như vậy chứ. Dạ. Rồi mình hay kiểu chị hay suy nghĩ là chị cũng nghĩ giống em vậy đó, thường một cái sự việc gì đó xảy ra mình sẽ không suy nghĩ theo đa chiều mà mình sẽ quy chụp và cái lỗi đó là thuộc về một cá nhân nào đấy, hoặc đôi khi mình sẽ không nghĩ đó là cái lỗi của mình nữa. Nhưng mà sau này thì chị thay đổi nhiều hơn, chị nghĩ là trong tất cả mọi việc dù nó xảy ra, nó dù là tốt hay nó xấu gì đều có một cái yếu tố chủ quan ở trong đó. Đúng rồi. Có nghĩa là dù ít hay là dù nhiều thì đều là có yếu tố chủ quan ở trong đó, để khi mà cái suy nghĩ này nó luyện tập được cho chị một cái là mỗi một cái vấn đề gì xảy đến với chị đều sẽ bớt đổ lỗi nhiều hơn. Dạ đúng rồi. Ừ, đó. Bớt đổ lỗi nhiều hơn, và bên cạnh đó là khi mà chị nhìn những vấn đề chị cũng sẽ nhìn theo hướng tích cực hơn. Đúng rồi, mọi thứ nó dễ dàng hơn nhiều.